chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình iShop LS TV. Quý vị thân mến, chúng ta đang ở trong cái mùa hè. Thì mỗi người chúng ta khi đi ra ngoài đường hay là ở trong nhà cũng vậy, cũng cần phải xài kem chống nắng. Thì trên thị trường nó có nhiều loại kem như BB hay CC Cream. Nhưng hôm nay dược sĩ Thu Thảo sẽ giới thiệu với chúng ta về loại kem chống nắng Sun Cream không màu. Kính chào cô Thu Thảo. Thu Thảo xin mến chào chị Bảo Thi và Thu Thảo xin mến chào quý khán thính giả thân thương của đài. Và Thu Thảo cũng rất là hân hạnh để mà được trở lại với chương trình Home Shopping. Thì phải nói rằng là với cái chai sản phẩm Collagen Sunscreen này thì là Thu Thảo rất là thích nó, là tại vì đây là một chai sunscreen mà Thu Thảo chế ra ở trong nhà thuốc Tây bào chế của Thu Thảo cho những bác sĩ chuyên về da. Order cho bệnh nhân của họ là tại vì sao? Trong đây bác sĩ muốn là phải có collagen, rồi có những cái chất peptide để mà giúp cho dưỡng da. Do đó những quý vị đàn ông, những bệnh nhân phái nam của những bác sĩ chuyên về da này rất là thích. Thì là nó mịn và nó nhẹ, và đồng thời là quý vị có thể thấy được rằng là quý vị xài trên cổ và trên trên mặt là nó có độ SPF chống nắng được là 45%. Do đó quý vị có thể yên tâm. Thì quý vị thấy đó, Bảo Thi sẽ cho quý vị coi nhé. Cái sản phẩm này không màu, kem chống nắng không màu mà độ chống nắng là 45 độ SPF. Thành thử ra quý vị cứ an tâm khi xài cái này, nó sẽ bảo vệ cho làn da chúng ta không bị cái tia UV của ánh nắng mặt trời đó. Nó chiếu vô thì đây quý vị thấy nó không màu nha quý vị, mà nó rất an toàn. Thì sản phẩm này là do dược sĩ Thu Thảo làm đúng không? Dạ. Thì cái ingredient trong đây là chắc chắn là bảo đảm. Và đặc biệt nữa là với cái kem chống nắng này là trên thị trường không có ai mà bỏ kem chống nắng cùng với collagen trong đó. Đó là lý do tại sao mà quý ông có thể xài mà không cần phải bỏ 2-3 loại, vừa moisturizer rồi vừa kem chống nắng. Quý ông có thể xài một chai kem chống nắng này mà thôi. Ồ, quá hứt ha. Chị Bà Thi thấy ở bên cạnh Thảo nó có một cái set collagen, thì cái công dụng của cái set này như thế nào? Dạ, thì để trả lời cái câu hỏi của chị Bảo Thi là công dụng của bộ Hydroderm Collagen, thì cũng giống như Thu Thảo có nói sơ lần talk show trước, là với cái Collagen Hydroderm này là của công ty của bác sĩ Danny Petrasek. Ông ta là người phát minh ra, và đồng thời là trên cái bộ sản phẩm này nó có bằng phát minh là nó bảo đảm sự thẩm thấu của cái serum này vô làn da biểu bì thứ nhì của mình. Do đó quý vị sẽ thấy được cái hiệu quả trong vòng 1 tháng sau khi sử dụng. Với những cái rãnh, những cái vết nhăn trên cái làn da của mình, thì mỗi một ngày mình xài bộ kem đúng không chị Bảo Thi và quý vị, thì mình hy vọng rằng cái bộ kem đó nó giúp cho mình để mà duy trì và làm cho mình trẻ mãi không già, làm cho mình không có bị nhăn cái làn da của mình. Nhưng mà với serum hoặc là với kem thì quý vị nên chọn serum trước, là tại vì sao? Serum nó thẩm thấu vào nhanh và lẹ, là tại vì nó đi vô cái làn da biểu bì thứ nhất của mình, đó là epidermis, dermis, rồi nó vô trong epidermis là làn da biểu bì thứ nhì, để mà nó giúp cấu tạo bởi collagen và elastin. Do đó với cái bộ collagen nguyên chất này của type 1, có nghĩa là tương tự với làn da biểu bì của con người, thì quý vị sẽ thấy được rằng là cái làn da của mình nó căng ra và nó hiệu quả, là nó có được cái một làn da mịn và đẹp, và nhất là nó hữu hiệu cho làn da Á Châu của những người Á Châu. Dạ, quý vị nào, các cô, các ông mà muốn cái làn da mình không có bị nhăn, lúc nào cũng căng giống như là hồi 18-20, thì quý vị nên order bộ kem Hydroderm Collagen và kèm theo là kem chống nắng Sun Cream. Buổi ban ngày đó, quý vị đi làm, quý vị chỉ việc đánh cái moisturizer này lên, sau đó quý vị xức thêm cái serum mắt, rồi cái cuối cùng là mình xức cái sun cream lên, là nguyên một cái ngày, nguyên ngày là cái da mình được bảo vệ bởi kem Hydroderm và sun cream. Rồi tối về chúng ta rửa mặt và chúng ta xức cái serum lên và xức cái kem mắt xuống dưới. Cái cách xài này rất đơn giản. Bảo Thi nghe qua, Bảo Thi rất là phù hợp với lại cái những người mà lao động giống như chúng ta ở bên nước Mỹ này. Thật sự ra chúng tôi còn muốn chia sẻ nhiều lắm nhưng thời gian có hạn. Thì chúng tôi sẽ xin phép quý vị cho chúng tôi ngưng ở đây. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Cảm ơn quý vị.